Mọi người ha, khuya hôm nay thì sẵn đang coi ngoại hạng Anh cho nên đó là mình lên tiếp cho mọi người cái con laptop HP ProBook sản xuất năm 2022 nha mọi người, vỏ nhôm. Và cái con máy hả, cái mẫu mới nó cực kỳ là đẹp luôn á. Cái mẫu sản xuất nó đẹp quá trời đẹp luôn mọi người, vỏ nhôm. Cái con này thì mình cũng từng lên trên kênh rồi, đợt này nó về lại nè mọi người nè, nhìn rất là chi tiết cái chỗ góc cạnh của nó, vát góc rồi bo bo bo, nhìn sang lắm luôn mọi người. HP ProBook ha. Rất là đẹp. Cái vỏ thì không thể nào mà chê các góc cạnh được luôn á. Chỉ có là cái chỗ chữ HP này nó hơi mòn mọi người. Đó, chữ H á, cái chữ B này nó mòn tí như này, còn phần này là nó đẹp ha. Nó chỉ là vậy thôi, mỗi cái chữ H thôi. Còn là máy là zin đét và rất là đẹp. Ở bên trong nhẹ gọn tiện lắm mọi người. Bản 13.3 inch Full HD, full viền nè mọi người. Nhìn sang cực kỳ rất là gọn ha. Thấy vậy thôi chứ cầm đi nó gọn, nó sang lắm mọi người. Rất là gọn sang mà nhẹ nữa. Phím ha, phím thì mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế. Mọi người muốn gõ kiểu quốc tế thì mình dán vô mình gõ thôi. Phím cũng còn là tương đối đẹp. Và đây là dòng thế hệ thứ 11, sản xuất năm 2020 là thế hệ thứ 11. 22 chứ. Sản xuất năm 2022 nha mọi người, mình lộn. Đây ProBook. Cái bàn rê chuột khá là lớn. Nhìn rất là sang, nhìn cái máy nó sang lắm mọi người. Đây nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình giới thiệu về cái cấu hình của nó. Màn hình full HD full viền nha mọi người. Không có lỗi làm gì hết, nó là HP ProBook 430G8. Nó là i5 Gen 11 nè mọi người nè, thế hệ thứ 11. À, 11 thì nó 2.48 CPU, nó rất là mượt. RAM 16 GB, cái này nó còn có cái bản RAM 8 GB nữa, nhưng mà RAM 16 GB thì mình khỏi phải. Cái dòng này thì mọi người sau này mọi người muốn lên là lên 32 GB được luôn nha mọi người. Mình có thể nâng cấp được rất là thuận tiện luôn. Mỏng, nhẹ, đẹp mà có thể nâng cấp được luôn. Và đây là mọi người, mình chế series của nó là đây, sản xuất năm 2022 nha mọi người. Đây. Máy là cực kỳ ok, không có lỗi lầm gì hết. Pin nó thì trên 3 giờ. Máy kèm sạc zin. Zin đét luôn mọi người, có bao zin, mọi người yên tâm về chất lượng. Máy mới có 2022 à, cho nên nó là người ta cũng sử dụng được bao lâu hết trơn á. Máy quá chi là đẹp luôn ha. Và mình báo giá mọi người giá cực kỳ tốt luôn, 9 triệu rưỡi cho con máy sản xuất năm 2022 và chất lượng như thế này, vỏ nhôm đẹp sang. Chỉ có mỗi cái chữ HP thì nó hơi mòn tí thôi, chứ còn ở đây thì mình không thể chê vào đâu được hết. Có bao zin nguyên, bao zin 100%, mọi người yên tâm về chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều hơn. Ai chốt thì inbox mình, cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Đây, máy rất là đẹp nha mọi người. Ai chốt thì inbox mình, một lần nữa là mình báo giá lại mọi người là 9 triệu rưỡi.